Rồi coi như là xong cái yêu cầu lấy mật ong của bạn rồi đó nha. À, tiếp theo cu tí coi lấy điện thoại coi đọc coi. Ê, có comment bạn này hay lắm nè. Đâu đọc đây. Chính chịu sếp rồi, anh dẫn team lớn vô Đại Nam chơi cho biết đi. Đó, từ đây tới Đại Nam cũng hơn 200 km đó nha anh em. Rồi sao? Đi. Đi. Dọn đi. Chào mọi người. Thì theo yêu cầu của em, anh đã dẫn team lớn tới khu du lịch Đại Nam rồi đây. À, ngay lúc này anh em lấy điện thoại đọc comment đi. Okay. À, các bạn muốn team mình trải nghiệm trò nào đầu tiên? Có chưa Phong? Có comment chưa Phong? Anh ơi, thử thích ăn 50kg trái cây đi. Bỏ đi. Có bạn kêu mình làm hử hết 24 giờ trong nhà quan. Bỏ qua luôn đi. Có chưa Bất Tài? Từ đáng kiếm, tao chưa thấy mày ơi. Ê, có bạn yêu cầu mình chơi tàu lượn siêu tốc nè. Anh em thấy sao? Sao anh em? Dứt. Mày sao? Dứt sợ vậy? Giờ còn có hai anh em chơi chung các bạn ơi. Đó, hồi nãy mày la dứt cho giữ vô đi. Nhờ có em la lên hai anh em mới chơi chung nè. Em mà không la dứt là bây giờ anh chơi một mình rồi. Thôi tranh thủ về lẹ lên đi. Ừ. Đi đường nào anh Phong? Đây nè. Rồi hai đứa nhỏ nó chơi tàu lượn siêu tốc đi. Còn ba anh em lớn mình sẽ chơi cái trò tàu lượn mini nha các bạn. Đó, gửi vé chú ơi. Rồi. Trái. Rồi ngồi sau là ngồi ngược lại các bạn ơi. Đây. Rồi, cái nắp cầu thang lên nè các bạn. Trời ơi, trời ơi. Chết quá luôn rồi. Hôm qua nó bị móc xéo rồi các bạn. Nhanh nè, các bạn chơi dốc nè. Chạy lên hết cái dốc đó. Đang lên nè. Thả xuống quay vòng vòng vô mấy cái. Nè, cái dốc kìa. Ơi. Cao này luôn. Chuẩn bị gớt các bạn ơi, chuẩn bị mà hạ dốc xuống rồi. Rồi, tới dốc rồi. Hạ dốc rồi. Chứng mà. Minutes later. Chơi vui không người tí? Không có vui. Gì kỳ vậy? Ủa, mấy anh em đang làm gì đắng kìa? Ừ, làm gì chùm nhúm đắng gì chạy? Chị lẹ lên đắng ơi. Ủa, anh bị gì anh Quang? Ôi. Mấy anh em tao đợi hai anh em mày chơi lâu quá. Thành ra mới tới bãi cỏ này coi có ghế nào không bắt trời đó mà. Rồi chơi xong rồi hả? Xong rồi. Xong rồi, giờ lấy điện thoại ra đọc tiếp comment đi. Rồi ok. Có không? Chưa, từ từ, mới mở lên. Bắt tài, bắt tài. Đang kiếm. Mày sao cô Tý? Anh thử mua một bộ Lego 50 ngàn mảnh. Cái này móc vô cuốn hồng mày đau không cô Tý? Em được chép. Cái comment này mới đáng để trải nghiệm. Mày đọc, đọc. Anh ơi, chơi đua xe ở Đại Nam đi. Tao nghe đây có đua ngựa, đua chó. Chứ làm gì có đua xe mày? Có đua xe F1. Anh em chơi không? Sao lần này không nghe thằng nào la dứt hết trơn vậy? Anh dứt trước thì tụi em mới dám dứt sau chứ. Đúng, đúng kinh nghiệm. Rồi. Rồi dừng đi chú ơi, dừng chú ơi. À, chú dừng máy các bạn. Rồi, giờ tới mình với tài xế nha. Hy vọng là anh tài xế lái an toàn cho mình chút xíu mới được. À, thêm chút dây an toàn nữa. Phải có dây an toàn các bạn ơi. Mấy nó chạy trước rồi kìa. Rồi, hết dây an toàn nữa. Nghe đầu đỏ đó. Rồi. Rồi, hết dây an toàn nữa các bạn. Dựng máy lên là chạy thôi nha. Không nào được hẳn mình chạy hết tốc độ luôn. Nữa rồi.
xe hay thiệt. Giờ vậy á mà tao với mày ra đây coi ta chơi luôn nè, thấy an toàn không? Ê, con Vinh bọn cô ghê không? Dở. Không biết cô Tí về tới nè các bạn ơi. Bây giờ làm Vinh về. Rồi, chạy vô trong đi. Lắng lại. Rồi, xe này nó chạy có một mình nè, cho nên nó chạy nhanh các bạn. Qua chỗ khác nha anh em, rồi lấy điện thoại ra đọc comment đi. Ok, lấy nha. À, để, có đem điện thoại nè. Để coi, để coi. Mày đọc đi. Để coi ra tiếp theo là cái comment gì đây hả? Rồi, lướt lướt lên là thấy rồi. Từ từ. Nãy tao mở sẵn hả? Từ từ. Có chưa? Cái gì vô Đại Nam trực tuyết. Trực tuyết là Snow Town đúng không? Snow Town. Snow Town. Are you ready? Sẵn sàng. Chạy đi. Trượt đi. Cứ mỗi lần trượt xuống cái là phải bỏ công ra để đi lên như thế này nè các bạn. Thôi kệ, trong này mình vận động vậy cho mình ra mồ hôi cũng đỡ. Dỡ cái bác sĩ lên cho các bạn coi một cái. Đây, cái này là cái đồ để trượt nha các bạn. Chính xác. Này ngồi lên nè. Các bạn thấy mình thở ra khói luôn nha các bạn nè. Em thôi, em thôi. Đi ra ngoài, đi ra ngoài các bạn ơi. Lạnh quá. Thật sự mà nó mỗi lần trượt xuống á thì nó cũng phê lắm. Nhưng mà phải nói là tốn công đem cái tán trượt này lên trên nó mệt quá. Đi ra ngoài anh em ơi. Lạnh quá. Chịu hết nổi. Anh em chắc comment kỹ rồi. Còn bạn nào muốn mình trải nghiệm thêm trò gì trong đây không? Đang kiếm nè mày ơi. Rồi sao rồi Phong với cô Tí? Em kiếm nãy giờ không gặp anh ơi. Sao kiếm không tại? Thấy gì hết trơn á. Không em có kiếm luôn. Nãy giờ cũng không có thấy luôn nữa. Ok, nếu không có thì thôi tụi mình trở về quê nha các bạn. Sau khi vui chơi ở Đại Nam xong rồi thì từ Bình Dương chạy về đây, lúc mà ngồi trên xe ô tô á, mấy anh em mình có tham khảo số bình luận của các bạn fan, là phần lớn là mọi người muốn tụi mình mua mấy bộ mô hình giống gì nè về lắp ráp á các bạn. Mà các bạn chu đáo lắm nghe, muốn tụi mình ghép cái gì á là có ghi rõ trên bình luận á. Ừ. Như là đây con cưng thi có găng nanh nè, găng nanh nha. Rồi, con cưng thi này á có đeo sao chổi mà có người kêu ráp cưng thi rồi thì dĩ nhiên cũng phải có bạn kêu team mình ráp luôn pháp sư cho nó chọn bộ phải không. Còn con gấu này là gì nữa anh Vinh? Gấu này là có một bạn bình luận muốn mình ghép luôn, như trời con ơi. Này là 4,730 mảnh ghép nè các bạn. Nhiều dữ vậy trời, mới đi xe vậy mệt muốn chết, mấy cái này để ghép sao đi anh Vinh ơi. Ghép sao thì được rồi đó, vậy rồi chừng nào các bạn fan người ta mới có clip mới để mà coi. Ừ. Mình đây mới đi về mệt muốn chết mà mới sọt cái quần cục ra đây quay phim tiếp nè các bạn. Chứ đâu như thằng Quang nó đang tắm ở trong đâu. Anh Quang đang tắm ở trong nhà thì em biết rồi đó. Mà còn cô Tí đâu nãy giờ em không thấy nè. Cô Tí hồi nãy anh thấy mới về đã nhảy lên xe máy chạy đi đâu nữa. Tao tưởng đâu mày với thằng Quang kêu đi mua cơm chứ. Mới đi xe về mệt muốn chết luôn, đi mua gì chạy. Đó. Ê, dạ. Cô Tí kìa anh Vinh ơi, nó bưng một đống hộp lắp ghép luôn. Mà cái hộp nào mà nó ba vậy nè. Ê, cái kiểu đó tao ghép xong mấy cái bộ nó cầm trên tay là tao què tay luôn á mọi người. Vinh sao vậy? Đặt nó, bưng có để cho nó đem mấy bộ đó vô đây. Đã quá các bạn ơi, toàn là mấy mô hình đẹp đẹp không à. Con nào con nít chờ bớ nè. Kiểu này chứ mà anh phái lắm nè. Anh Vinh ơi. Vinh. Con Tí mua bốn hộp được rồi. Ai mà bây giờ bữa anh em mình chia ra mỗi thằng ráp một bộ cho nó lẹ nha các bạn. Như mình là ráp cái con gấu bông này nha. Còn cái con pháp sư này á thì sẽ cho thằng Quang ráp. Còn riêng cái con cương thi đeo sao chổi này là thằng Phong ráp. Còn cái con này có răng nanh mặt ngáo ngáo giống cô Tí nè. Mình sẽ cho nó ráp cái bộ này đi các bạn ơi. À. Sau hơn một đêm thì cuối cùng cũng hoàn thành con mô hình nè các bạn ơi. Mỏi lưng quá. Thì các bạn xem clip thấy nó nhỏ vậy thôi, chứ ngoài cao cũng 4 mấy cm đó nha. Để coi đây, hơn 8,000 mảnh ghép nè, chứ đâu có ít đâu các bạn. Thì các bạn nhỏ giờ nhìn vô chắc không biết đây là ai đâu đúng không? Đây là idol pháp sư bắt ma của thế hệ 8X9X của tụi mình nè. Mấy con mô hình này gần đây là bắt đầu hot trên mạng đó các bạn, cho nên là Vinh có đem về bán thử. Bạn nào mà muốn mua thì hãy lên shop tonytoy.vn để tham khảo nha. Để mình coi chỗ nào còn hở mình đóng lại. Sẵn dán cái keo này luôn nè các bạn. Đó.
con gấu 40 mấy cm đã được ráp xong rồi nha các bạn. Đó, đẹp chưa? Cái đầu đó thôi là bự hơn đầu Phong nữa nè, em tệ cái đầu em vô à. À, ai ghê không? Rồi xách qua bờ bên kia khoe với mấy anh kia đi. Đây. Đi ráp xong chưa nữa? Anh nghĩ là Quang ráp xong rồi á, thấy nãy giờ ngồi góc bờ bên kia kìa các bạn thấy không? Đó góc bờ đó. Đi. Qua wow, bạn. Chắc nó ráp xong ông pháp sư đó bạn, tối qua tới giờ mà. Quang ráp xong chưa? Xong chưa mày? Cho nó khít lại rồi nè. Được rồi, có dán keo không vậy? Có dán sao không? Có dán rồi, xách keo bên đây đi. Rồi, cô tí đâu? Cô tí nó làm việc trong phòng rồi nè. Mày mở cửa đó, mày vô phòng đó coi. Nó làm xong chưa? Trời ơi, cô tí nó ngủ luôn rồi kìa em Vinh. Mày đang làm cái trò gì vậy đại ca? Hả? Làm gì vậy? Rồi. Thần ơi, mày gáp xong hai cương thi mà có dán là chưa mà ngủ rồi. Ủa mấy anh gáp xong chưa vậy? Đây nè, xong hết rồi, mô hình cầm trên tay hết rồi nè. Thấy không mày? Ơi, tại mà anh gáp có một con nè, anh gáp hai con nên buông game mệt mới ngủ. Chẳng phải mày thích gáp mấy cái mô hình này lắm sao cô tí? Chiến này cho mày gáp đã luôn, rồi từ đây về sau bỏ luôn nha mày. Đúng ra mày ngủ chung với cương thi là mày phải kéo mấy cái rèm cửa sổ lên chứ mày, ánh sáng nó vô đụng cương thi chết sao đại ca. Nó mệt quá nó quên kéo chứ vậy. Gọi lấy con không, này ra ngoài đi. Sao không? Cô tí, cô tí kìa mày. Đây mày cầm này mày đưa lên. Trời ơi. Mày không có dán keo hả cô tí? Chưa có kịp dán. Ừ em phải dán keo lại chứ. Trời ơi. Dán giùm nó luôn. Không? Đây, đi ra ngoài không đi. Trời ơi, xúc cái đầu luôn rồi các bạn ơi. Tao cầm cái mình. Đi ngoài luôn nè. Mày ẩu quá cô tí ơi. Đi. Đi xuống dưới làm tiếp cái comment tiếp theo nha. Tên 4 sản phẩm nghệ thuật mấy anh em mình chỉ hoàn thành trong một đêm rồi các bạn, ghê chưa? Mà giờ mình thật sự rất là buồn ngủ luôn, chút xíu nữa nhờ anh em mua giúp ly cà phê uống cho tỉnh táo nha. Rồi để em mua cho. Gom gom mang cương thi ra review thêm cái nha. Đó. Ê, hai con này là con nào đực con nào cái vậy mày? Con này cái nè anh, nó có hai má hồng đây nè. Đúng rồi đó. Rồi con này có răng nanh mà con này không có là sao? Trời, cái lá bùa nó che mắt cái miệng rồi nè. Trời ơi, mày ơi, cái lá bùa nó tới cổ luôn rồi kìa. Ê, còn bên đây là pháp sư luôn nha các bạn. Thì có cương thi phải có pháp sư. Rồi mày nhìn gì đó, lấy điện thoại ra đọc tiếp cái bình luận đi. Okay. Nói chung là cái video thực hiện theo comment nè, nó dài lắm, mình có thể chia ra là mấy clip đặng. Nhưng mà không, mình sẽ gom vào thành một cái video thiệt là dài cho các bạn coi đã luôn. Comment rồi anh Vinh ơi. Đọc ai? Anh ơi, đi vườn mận An Phước ở Bến Tre đi. Vườn mận anh đi gọi em ơi, kiếm cái bình luận khác đi. Vườn mận anh đi rồi hả? Vậy vườn dâu anh đi chưa nè? Vườn dâu xanh, dâu tây, dâu vàng vậy anh cũng đi gọi hết trơn á. Kiếm cái yêu cầu khác đi. Có em ơi, yêu cầu mình bắt dẹm ở dưới sông nè anh. Trời ơi, tưởng gì bắt dẹm, anh bắt hết mấy clip rồi, giờ quay nữa các bạn coi chán em ơi. Có bạn này comment nói là quê em Bình Dương bắt đầu có mưa rồi nè, ban đêm có nhiều dê sữa lắm, đợt nào anh làm clip bắt dê đi. Được rồi, trời ơi. Mới đi Đại Nam ở Bình Dương, người đi về đây chưa kịp thở, nó không lẽ đi Bình Dương nữa mày. Ráng đi Bình Dương đi mày ơi, chứ ở đó giờ tao chưa bắt dê lần nào hết trơn á. Đúng rồi đó anh. Trời ơi, báo tôi nữa là fan. Sao cái bạn này tin báo vậy? Ủa, chứ là sao? Bạn này tin báo hủ nè. Ôi đi luôn đi, nhưng mà nói trước nghe, lần này tôi đi xe máy, tôi không đi xe hơi nữa. Ý anh em sao? Đi xe máy đi mày ơi. Đúng rồi, đi xe máy đi, em thích đi xe máy hơn. Đi xe máy hơi các bạn là mấy anh em mình ngủ không à, không ngắm cảnh gì được trơn á. Rồi chốt, đi xe máy về soạn đồ. Ok, tắm rửa cho lên. Khỏe. Để tìm được một cái nơi bắt dê như bạn yêu cầu á, là tụi mình phải đi qua tới Bình Dương để kiếm mấy con dê cho mấy cây sao đen rồi nè. Tại tới cái vườn sao rồi nè anh Vinh. Mà may mắn cái là mới hồi chiều này là trời mới mưa đó các bạn. Trời mưa mới có dê nha mọi người. Rồi anh xách chai gì anh Vinh? Cái chai này là chai nước muối. Tức là sau khi mình bắt cái con dê á, là mình phải thả nó vô trong nước muối này nè. Để cho nó nhả mấy chất độc hại như là nhựa cây. Con dê nè phải không? Nó đó! Bắt nó đây. Rồi bỏ vào trong nước muối. Bây giờ trong chai này. Ê, ai đâu? Dưới này mới nè. Cái con này nó đang lột. Bỏ nó đi, bắt con này nè. Ok. Bắt con đó. Đã vậy. Hai con nha các bạn. Còn đâu nữa không? Cây bên kia có không vậy? Hồi nãy đi qua nè. Đó các bạn, mình phải ngâm mấy con nhộng này nè vô trong nước muối loãng cho nó nhả mấy nhựa cây với mấy cái con nấm vi sinh vật độc hại ra. Ê Vinh, con này con dê phải không? Đó, đang chứ gì nữa. Đây, đổ nhộng ra. Đây, bắt cái đi. Đó, nó bỏ vô đây. Rồi, từ từ. Các bạn lưu ý nha, mấy cái con dê này nè, các bạn phải ngâm nước muối loãng các bạn ăn.
có nhiều bạn là đã bị ngộ độc ve là do bắt mấy con ve mà bên trong có những cái con nấm á các bạn. Các bạn vệ sinh không kỹ, các bạn ăn là nó sẽ bị ngộ độc nha. Rồi, ui da, cái gì á? Con này lột xác sắp xong luôn rồi các bạn ơi, ăn không ngon nữa đâu, kiếm con khác đi. Có không? Rồi dưới gốc nè. Cây này không có rồi. Còn không có qua cây bên kia đi. Cây này chín vàng không? Bên đây nè. Cây này. Rồi. Thôi chút giữa này nè, giờ này đã lên giữa nè. Đây. Ây. Hai con. Hai con luôn. Một con. Anh bắt con đi. Ê, ấy cũng lần lần. Lần lần, bắt con này đi. Rồi bỏ vô cái chai với mấy bạn. Đây. Đó. Để em. Vô. Đó. Hai con. Rồi. Qua cây kia. Đây. Đây. Để có con ve nữa các bạn. Trời ơi cái xác này nó lột rồi. Thôi đi luôn. Trời trời trời, có hai con bọ cạp đen đây nữa các bạn. Bắt nó không Phong? Mày ăn được tao bắt về cho mày ăn nha. Thôi dì Hà nó đi. Công nhận ở Bình Dương ở mấy cây sao đen á, buổi tối ve nó bò lên nhiều dữ các bạn ơi. Đây nè, thường thường á là nó nằm ở dưới thấp thấp á. Đây đây đây. À, thấy chưa? Một con nha. Kiếm tiếp. Đây. Kiếm nó nằm ở thấp thấp á. Đây đây. Đó. Thấy rõ chưa? Còn thứ hai nè. Đó. Rồi, kiếm tiếp. Ê, vừa nói xong có con thứ ba liền. Đây. Có không cô Tây? Không có rồi anh ơi. Không có, thôi qua bên gốc cây bên đây đi. Qua bên đây đi. Đi 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 đi. Gọi điện cho anh Vinh. Từ từ mà. Đây đây đây. Đâu đâu đâu. Đây, nói nè các bạn, để đây mình bắt nó nha. Rồi em đưa cái miệng chai vô, em đưa miệng chai vô đi. Đó. Mày. À. Rồi, coi kỹ lên cái nữa. Coi chuối là mấy cái. Ê. Nó nè, nó nè các bạn. Ờ, rồi, cái vỏ nó thoát xác rồi các bạn ơi. Kìa nó bỏ trên kìa. Rồi sao bắt mày? Ơi, anh vịn cái chai đi. Đây mày nhảy lên mày bắt nó. Em leo lên luôn. Đưa đây. Đây nè. Rồi em nhảy lên luôn đi cô Tí. Nhảy lên. Mày hả bởi. Nó chạy nè. Đây bỏ vô trong này đi em ơi. Trời ơi, cái con ve này nó lột xác xong rồi các bạn ơi. Nói chung á là bạn muốn bắt được nhiều ve là tầm cỡ 6 giờ cho tới 7 giờ là ve nó bò lên nhiều nhất. Nhưng mà đặc biệt là phải mấy ngày trời mưa mới có ve bò lên nha các bạn. Mà đưa ra cái yêu cầu cũng ác thiệt. Không gà thời tiết ở Đồng Tháp đâu có mưa đâu. Mà bạn yêu cầu là anh Tony đi bắt ve. Giờ mình phải gọi điện thoại hỏi ông chú ngoài Bình Dương á là ve không gà có không. Ông la là trời mưa nhiều rồi có ve rồi. Mình phải chở cả team đi ra ngoài tới Bình Dương để mà bắt ve đó. Đâu rồi. Nãy giờ hết thấy con ve nào luôn rồi các bạn ơi. Giờ là cũng khoảng mới có 8:30 thôi mà hết ve rồi đó. Rồi. Ê! Có hai con nè. Ờ, rồi con này lột xác rồi các bạn ơi, đây nè, nó sắp thành ve nó bay luôn rồi. Còn cái con bên đây, nọ con bên đây ăn được nha các bạn. Mày hả bưởi. Ủa anh em đâu hết trời. Được một đống ve rồi nè. Làm gì nữa vậy anh Vinh? Tiếp theo là mướn khách sạn ngủ sáng mai về Đồng Tháp mày. Ok Vinh, lỡ nhiều mấy bạn nhỏ không tin mấy anh em mình ra tới ngoài Bình Dương chỉ bắt mấy con ve sao anh? Trời ơi, nó dốc các bạn làm gì không tin hả? Ê, hai em nhỏ cho anh hỏi cái gì? Ủa, anh Phan Vinh Tony không? Đúng rồi, nhưng mà em cho anh hỏi đây là tỉnh gì? Dạ tỉnh Bình Dương anh. Thấy chưa các bạn, mình đâu mà sao hôm nay anh ra đây vậy? Thôi chết, nếu mà mình nói tìm ra tới Bình Dương chỉ để bắt mấy ve thì em nó nói là anh Tony rảnh quá. Mình phải lựa một cái lý do nào đó cho nó ngầu lòi chút mới được. Anh ra đây là ký một cái hợp đồng phim lớn lắm, nghỉ hè năm nay sẽ bấm máy đó. Đúng rồi nè. Sẵn đây cho tụi em xin chụp chung một tấm ảnh nha. Chụp ảnh okay, em. Ủa hai anh né đi, em chỉ muốn chụp chung với anh Vinh thôi à. Thôi né ra đi. Anh Vinh nhìn vô nè. À, 1, 2, 3. Rồi, cảm ơn em nha. Cảm ơn Vinh nha. À, Vinh, tao thấy bên đây có cái công ty gì nè, có địa chỉ kìa. Ok, dùm lên cho mấy bạn coi. Tin mình ở Bình Dương đúng không? Công ty Hantex Vinacore.
Rồi vô ăn đi anh em ơi, chín rồi nè. Chế biến xong mấy ve đó. Cái này gọi là cái món gì ta, ve ve chiên xù ve con. Ăn đi, ăn đi anh em. Đây, con. Tôi sẽ lựa cái con ve uống nào uống nặng rồi tôi ăn học ơi. À. Chấm ra. Đây đây đó. Lên hả? Rồi thì nhìn chung á là bỏ công sức từ đây đi gặp tới Bình Dương để bắt có mấy con ve thì phải gán ăn cho hết nha. Ủa sao sao tự nhiên mấy con ve nó mặn dữ vậy? Thằng nào chế biến vậy? Em chế biến nhưng mà nước muối là anh pha nha. Đấy rồi mày ơi, đúng rồi chứ ai. À quên nữa trời. Mình ngâm nước muối đó. Đúng rồi, tại vì mình phải ngâm nước muối như vậy các bạn. Kỹ lưỡng chút xíu để cho cái chất độc ở trong bụng của con ve cho nên thả ra ngoài. Mà mấy con ve này bổ không anh Vinh? Sao không bổ mày? Bình thường mày tập gym có mày ăn gì? Ăn thịt bò. Thằng này mày ăn gì? Thịt bò với lòng trắng trứng. Ừ. 100g thịt bò bao nhiêu gram đạm? 26g đạm. 100g ve là cái gram đạm nó gấp 3 lần thịt bò, mày tự nhân lên đi. 78g đạm. Dữ vậy. Đó vậy đó cho nên mới nhiều người người ta ăn. Ừ quên. Có một cái sự kiện là 30 tháng 4, 1 tháng 5 tháng này nè. Ở quán mèo ngố địa chỉ là số 585 Phạm Hữu Lầu, phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ai may mắn sẽ nhận được một cái chai giọt thơm mà hôm bữa mình làm ra nha các bạn. 30 tháng 4 là Tim Tony bốc 10 chai tặng fan. 1 tháng 5 là anh Vinh lên bốc 10 chai tặng fan. Ok chưa? Okay. Nhớ là quán mèo ngố nha các bạn, sẵn quảng cáo luôn cũng được. Rồi, giờ vlog mình tới đây là kết thúc nha mọi người. Mọi người đừng quên đăng ký kênh, bấm like và bấm vào cái chuông để ủng hộ team mình nha. Giờ thì tạm biệt mọi người. Bye bye. Bye. Vô làm khán giả dưới tiền dưới heo nè. Dạ.